Kính chào quý vị và các bạn đã đến với bản tin thị trường ngày 12 tháng 8 năm 2021 của Đài Truyền hình Việt Nam. Thưa quý vị, kim ngạch xuất khẩu sang Trung Quốc 12 trên 13 nhóm hàng nông sản 6 tháng đầu năm nay tăng so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, tiến độ thông quan qua cửa khẩu bị chậm do dịch COVID-19 khiến chi phí xuất khẩu đội lên. Nhằm giải quyết các vướng mắc, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa tổ chức hội nghị trực tuyến với Bộ Công Thương, Đại sứ quán Trung Quốc và các tỉnh biên giới với Trung Quốc. Theo đó, các đơn vị xuất khẩu cần nắm bắt hàng ngày thông tin về số lượng, tiêu chuẩn với nông sản nhập khẩu của phía Trung Quốc. Đặc biệt, không đưa trái cây tại vườn chưa có chứng nhận kiểm dịch thực vật, chưa được đóng gói tại các xưởng mà Tổng cục Hải quan xác nhận. Từ ngày 5 tháng 8, phía Trung Quốc hạn chế nhập khẩu các mặt hàng vận chuyển bằng container lạnh để tăng cường phòng dịch COVID-19. 8 loại trái cây chưa được Trung Quốc ký nghị định thư về kiểm dịch như thanh long, dưa hấu, chôm chôm, xoài, vải, nhãn, chuối, mít vẫn cần tuân thủ các yêu cầu kiểm dịch nghiêm ngặt trước khi thông quan. Từ đầu năm đến nay, giá các loại phân bón tăng trung bình 30-50%, có mặt hàng tăng đến 80%, tác động trực tiếp đến chi phí sản xuất và tâm lý của nông dân cả nước. Sáng qua, Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã tổ chức họp trực tuyến với các địa phương và doanh nghiệp sản xuất phân bón lớn phía Nam, nhận định nguyên nhân và sớm có giải pháp hạ nhiệt giá phân bón để nông dân yên tâm sản xuất. Nhu cầu sử dụng phân bón trong năm nay được đại diện ngành nông nghiệp khẳng định không tăng so với năm ngoái, khoảng hơn 10 triệu tấn, trong khi công suất của hơn 840 nhà máy sản xuất trong nước là gần 30 triệu tấn, tức là gấp gần 3 lần so với nhu cầu. Cộng thêm lượng phân bón nhập khẩu 7 tháng đầu năm là hơn 3 triệu tấn, tăng so với cùng kỳ. Do vậy, đại diện các bộ khẳng định không có chuyện phân bón tăng giá do thiếu nguồn cung. Nguyên nhân chính được hội nghị chỉ ra là do chi phí sản xuất tăng, các nguyên liệu đầu vào chính của các nhà máy, phần lớn nhập khẩu và đều tăng 100-200% theo giá thị trường thế giới. Bên cạnh đó, một số doanh nghiệp còn chỉ ra chi phí phát sinh trong giai đoạn dịch bệnh như vận chuyển hay chi phí phát sinh do doanh nghiệp áp dụng 3 tại chỗ. Các bộ đã có văn bản chỉ đạo, doanh nghiệp sản xuất phân bón đa phần thống nhất quan điểm, sản xuất tối đa công suất và ưu tiên thị trường trong nước. Đồn biên phòng Trà Cổ, Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ninh vừa phát hiện bắt giữ hai đối tượng vận chuyển gần 1,5 tấn thịt vịt và dạ con lợn đông lạnh. Hai đối tượng trú tại Quảng Tây, Trung Quốc điều khiển một bè mảng xốp không biển kiểm soát có hành trình hướng từ Trung Quốc vào khu vực Giàn Hầu thuộc vùng biển Trà Cổ Việt Nam. Trên phương tiện chở 16 bao tải dứa, đối tượng khai nhận vận chuyển thuê số hàng trên cho một người từ cảng Trúc Sơn, Trung Quốc với tiền công là 1.000 nhân dân tệ. Đáng lẽ tháng 8 là dịp các trại nuôi nhập đàn mới lớn nhất trong năm. Nhưng thực tế, khá nhiều trại nuôi hiện không tái đàn, treo chuồng. Các tỉnh phía Nam trong bối cảnh giãn cách xã hội đã khiến hàng chục triệu con gia cầm quá lứa chưa bán được. Phía Bắc, việc lưu thông tiêu thụ thực phẩm đang chậm mà giá thức ăn chăn nuôi vẫn quá cao. Dự báo lượng gia cầm vào đàn thấp có thể dẫn đến nguy cơ khủng hoảng, thiếu gia cầm vào dịp cuối năm. Khu trường lạnh 1.600m2, đầu tư trên 1 tỷ đồng của ông Phúc, giám đốc hợp tác xã giống gia cầm Minh Tâm, Tuyên Quang. Từ chỗ cung cấp 11.000 con gia cầm giống một năm, nuôi hàng chục nghìn gà giống, nhưng nay chỉ còn 14 con. Nguyên nhân là hơn 90% lượng khách của hợp tác xã đã cắt đơn hàng. Giá thức ăn cho gà thì lại tăng, khiến hợp tác xã càng nuôi càng lỗ, thâm bảo vốn cả nửa tỷ đồng. Mấy tháng trước, hợp tác xã đã phải hủy hàng nghìn gà con mới nở. Con giống là không thể bán được thì một ngày là ăn mất 5 triệu tiền ăn mà chỉ bán ra chưa đầy 1 triệu. Bán loại thì dài dẳng có thể đến 3-4 tháng. Một lò ốc lớn nhất nhì vùng gà trọng điểm Phù Ninh, Phú Thọ. Bên cạnh nỗi lo thiếu thức ăn chăn nuôi cho 300.000 gà giống thì chủ lò còn phải lo khâu vận chuyển tiêu thụ. Vì chặng đường chở gà con một ngày tuổi hiện rất mất thời gian do các chốt kiểm dịch dày đặc. Chủ trại giống đã tính bán thương phẩm đàn gà bố mẹ. Qua nhiều chốt ấy, phải chờ lâu, thời gian rất là dài. Đã có tình trạng là gà bị chết do bị nóng quá, do sốc nhiệt. Trang trại chăn nuôi của anh em là đang thiếu hàng và khan hàng và đang ảnh hưởng rất là nặng nề. Đang phải tính là để bán tháo đi để gỡ lại cái gốc và để duy trì những cái đàn tiếp theo. Trở lại hợp tác xã giống gia cầm Minh Tâm, Tuyên Quang. Hiện cả 16 thành viên của hợp tác xã này đều giảm đàn từ 80% đến 100%. Chỉ còn vài lò ốc hoạt động cầm chừng để cấp giống cho bà con cùng xã, nuôi mỗi hộ vài chục con gà cải thiện. Còn theo Hiệp hội Gia cầm, gần 40% số trại gia cầm lớn trên cả nước đã không cầm cự được từ gần một năm nay.